hành động thiết thực mới đây của Quang Linh Vlog nhận về bão tương tác. Bão số 4 có tên quốc tế Noru đi qua, nhiều tài sản của người dân các tỉnh miền Trung bị hư hại nặng. Sau Khắc Việt ủng hộ 500 triệu, Hòa Minh Di ủng hộ 300 triệu, Đoàn Di Văn dự kiến ngày mai từ thiện tại Quảng Trị. Mới đây, Quang Linh Vlog và các thành viên trong team có động thái thiết thực. Hoạt động kinh doanh của nhóm được ủng hộ bởi cộng đồng nên đây là lúc trích ra phục vụ lại cộng đồng. Sẽ còn rất nhiều hoạt động vì cộng đồng không chỉ Việt Nam mà còn Angola trong thời gian tới, anh viết trên trang cá nhân. Tiếp đó, anh chàng đăng tải ảnh chụp màn hình chuyển khoản đến Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, quê nhà của nam YouTuber và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mỗi nơi là 100 triệu đồng. Tấm lòng hướng về quê hương của chính ít lập tức nhận về bão tương tác. Rất nhiều người yêu mến gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe đến chàng trai trẻ và các thành viên trong team. Quang Linh Vlog tên đầy đủ Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An. Anh chàng gần như là YouTuber Việt duy nhất review cuộc sống chân thực tại châu Phi thay vì một quốc gia sang chảnh nào đó. Hiện ngoài là phó chủ tịch một thương hiệu nước hoa nổi tiếng trong nước, anh còn sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok có cả triệu người theo dõi. Thời gian qua, bên cạnh việc trồng các sản phẩm cây nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, Quang Linh Vlog còn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực may mặc. Ngoài Việt Nam, gần đây hiện tượng mạng gốc Nghệ An còn quyết định đưa các sản phẩm áo của team sang các thị trường khó tính như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Vì sản phẩm tạo ra không phải mục đích kinh doanh 100% mà để lan tỏa, tri ân đến các khán giả yêu quý team nên chúng mình mong muốn các bạn ở nước ngoài nhận được áo một cách dễ dàng nhất và mua đúng với giá niêm yết như ở Việt Nam, ấp ủ trước đó của Quang Linh. Chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo quyết chơi tới cùng sau nhiều lần bị phía Thùy Tiên làm đơn tố cáo. Đặng Thùy Trang, chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo vui mừng chia sẻ tín hiệu tốt hậu kiến nghị xem xét tư cách đạo đức của Thùy Tiên. Chiều ngày 29 tháng 9, trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân Đặng Thùy Trang, chị gái của hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo đã đăng tải bài viết dài thông báo tín hiệu đáng mừng sau khi làm đơn kiến nghị xem xét tư cách đạo đức của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Theo đó, Đặng Thùy Trang một lần nữa nhắc đến món nợ mà Thùy Tiên ký đơn vay mượn nữ doanh nhân hồi năm 2018, không quên nhấn mạnh rằng có nợ thì phải trả, chỉ khi nào thanh toán hết nợ thì mọi mâu thuẫn, ân oán mới có thể kết thúc. Cô khẳng định dù nhiều lần bị phía Thùy Tiên làm đơn tố cáo với công an nhưng bản thân vẫn không sợ hãi hay chùn bước mà thậm chí còn quyết liệt hơn. Chị gái hoa hậu Đặng Thu Thảo cho biết trong tay đang nắm nhiều biên bản nàng hậu sinh năm 1998 từng ký kết về các danh hiệu mà cô có được. Đặng Thùy Trang viết bạn là một cô gái nghèo, mọi người đều biết điều đó và bạn cũng tự nhận như vậy. Toàn bộ chi phí để bạn có thể tham gia nhiều cuộc thi như thế do đâu mà có, bạn có thể quên, hoặc muốn quên nhưng tôi thì nhớ và tôi có giữ đủ cả. Nếu không trả nợ, tôi sẽ trình các cơ quan chức năng và gửi các cơ quan truyền thông, đừng nghĩ tôi nói chơi. Lý do ngây thơ nó cũng sẽ không được chấp nhận trước pháp luật với những bằng chứng rõ ràng. Chị gái Đặng Thu Thảo không quên điểm may ai đó rằng làm hoa hậu ngoài đẹp và giỏi ra còn phải có đạo đức, chấp hành pháp luật và cư xử theo chuẩn mực văn hóa. Làm hoa hậu là lan tỏa những văn hóa tốt đẹp đến người hâm mộ, chứ không phải những hành vi tiêu cực trong xã hội, để doanh nhân nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Đặng Thùy Trang tỏ thái độ vui mừng thông báo tín hiệu tốt khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa yêu cầu kiểm tra một loạt các cuộc thi về hoa hậu, người mẫu. Trước động thái mới nhất của Đặng Thùy Trang, phía hoa hậu Thùy Tiên vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Thùy Tiên phản ứng khó đỡ khi để lộ bụng mỡ qua cam thường. Với các sao Việt, tim qua đường và camera thường chính là hung thần thường xuyên xuất hiện nhằm soi nhan sắc của các nghệ sĩ khi xuất hiện bất cứ đâu. Bằng những góc quay ngẫu hứng, ưu và cả khuyết điểm của các sao sẽ bị lộ rõ mồn một, hoa hậu Thùy Tiên cũng không ngoại lệ. Dưới ống kính nghiệp dư, nàng hậu cũng có những lúc để lộ khuyết điểm khó giấu. Song khác với nhiều mỹ nhân Việt chỉ muốn làm lơ, Miss France 2021 lại có phản ứng vô cùng khó đỡ. Mới đây, Thùy Tiên xuất hiện nổi bật tại một sự kiện với chiếc váy dạ hội ôm sát hai màu vàng trắng kết hợp. Khi đứng thẳng, mỹ nhân sinh năm 1998 khoe đường cong nóng bỏng khá hoàn hảo bất chấp camera thường. Khi ngồi dưới hàng ghế khách mời, nàng hậu chính ít vẫn được ngợi khen vì outfit đã khoe trọn tòa thiên nhiên nảy nở siêu quyến rũ. Tuy nhiên, dân tình cũng sớm phát hiện khoảnh khắc Thùy Tiên lộ vòng hai ngấn mở khi ngồi. Người đẹp không che giấu điều này, thậm chí còn tự chỉ tay vào bụng với biểu cảm vô cùng khó đỡ. Sự đáng yêu của Thùy Tiên khiến khuyết điểm lộ của cô chỉ còn là chuyện nhỏ trong mắt cư dân mạng. Rất nhiều lần, netizen bắt gặp những khoảnh khắc hài hước của Thùy Tiên qua ống kính của team qua đường.
vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và sự tự tin của một hoa hậu quốc tế nên dù bị dìm hàng, Thùy Tiên vẫn không hề ngao núng. Thậm chí người đẹp còn tự tay đăng những khoảnh khắc lầy lội của mình lên trang cá nhân để các fan chiêm ngưỡng. Đừng quên ấn đăng ký kênh Xin Chào TV để cập nhật tin tức giải trí hấp dẫn mỗi ngày.